Được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Yêu Bóng Đá. Chúc quý vị có nhiều thông tin giải trí thư giãn và bổ ích trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức bóng đá nóng nhất có trong ngày. Quang Hải và khao khát lớn ở Pau FC cần sự ủng hộ cổ vũ nhiệt liệt từ người hâm mộ Việt Nam. Quang Hải lần thứ hai được ra sân tại League Two, một pha volley, một pha gót nhả bóng cho thấy anh đang dần tự tin thể hiện tài năng cũng như niềm khao khát được đá ở châu Âu như thế nào. Điều cần nhất bây giờ của cầu thủ này chính là sự ủng hộ cổ vũ từ phía người hâm mộ Việt Nam để tự tin thi đấu mang lại nhiệt huyết cho bóng đá nước nhà. Hơn một tháng gia nhập Pau FC, sự quyết tâm cả trong tập luyện và thi đấu của Quang Hải là không thể phủ nhận. Nhưng cũng không có gì bất ngờ khi Quang Hải chưa tạo được dấu ấn bằng bàn thắng hay pha kiến tạo giúp đồng đội lập công. Điều tích cực nhất, tính đến lúc này là huấn luyện viên Thlert đã có sự tin tưởng và trao cơ hội cho Quang Hải được ra sân. Đây là những cơ hội rất tốt, giúp Quang Hải có thêm sự tự tin thay vì phải ngồi dự bị quá nhiều như một số cầu thủ Việt Nam xuất ngoại trước đây. Tuy nhiên, Pau FC chỉ là đội bóng trung bình khá tại League 2, ngân sách thấp nhất giải và vừa trải qua quá trình thay máu, tức là họ mới phải thay một loạt cầu thủ mới trong câu lạc bộ này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Việc nhiều trụ cột ra đi và có tới hơn 10 cầu thủ mới chuyển đến, trong đó đã tính cả Quang Hải, khiến đội bóng này gặp khó khăn nhiều trong việc định hình lối chơi ổn định. Chính Quang Hải cũng phải đá ở vị trí không phải sở trường trong trận gặp Dijon. Ngoài ra, trình độ của các đồng đội cũng không quá ấn tượng, khiến Quang Hải đói bóng hoặc không dễ tìm được khoảng trống để chuyền bóng mang tính đột biến. Điều này dẫn tới không có kết quả nổi bật nào cũng là điều rất dễ hiểu. Hai đối thủ vừa qua của Pau FC đều là những đội bóng mạnh nên huấn luyện viên Thlert sẽ phải có những điều chỉnh phù hợp để Quang Hải nói riêng và Pau FC chơi tốt hơn trong các trận đấu tiếp theo. Trong trận đấu giữa Pau FC và Dijon diễn ra vừa qua, Quang Hải đã để lại những dấu ấn nhất định ở đầu trận. Nhưng sau đó, anh thi đấu không quá nổi bật. Theo thống kê, Hải chỉ chuyền chính xác 6 trên 13 pha bóng, đạt tỷ lệ 46%. Anh cũng chỉ chạm bóng 22 lần trong thời gian có mặt trên sân và nhận về 6,7 điểm, theo trang SofaScore thống kê lại. Sau 68 phút thi đấu, tiền vệ đội tuyển Việt Nam được rút ra nghỉ. Nhận xét về màn trình diễn của Quang Hải, bình luận viên Quang Huy cho hay: mỗi một trận nó lại là một kiểu đá khác nhau nên rất khó để một cầu thủ mới có thể bắt nhịp cùng với đồng đội. Trận đấu trước, Quang Hải vào sân từ ghế dự bị, lúc mà đội thua rồi thì tâm lý nó bị căng hơn. Còn trận vừa rồi, Hải đá từ đầu thì cảm giác trong hiệp 1 Hải đá cũng bị căng thẳng. Biểu hiện rõ nhất là mỗi khi có bóng đến chân, Hải đều thận trọng chuyền ngay không để đối thủ cướp mất bóng. Lúc đầu trận, Quang Hải có pha tung móc bóng rất đẹp, tuy nhiên bóng không đi trúng đích. Quả đấy mà vào thì có thể sẽ tốt hơn về tâm lý cho Hải. Nói chung, Hải đã có những đường nét được tự tin hơn. Tuy nhiên, có thể do áp lực hơi lớn từ câu lạc bộ lẫn người hâm mộ trên khắp nơi trên thế giới, nên dù được vào sân ở ghế dự bị hay được đá chính thì Quang Hải vẫn hơi cóng khi đá. Cậu ấy chọn giải pháp an toàn cho lối chơi của mình. Thiếu chút nữa, Quang Hải tạo ra một siêu phẩm. Nói thêm về pha tung người móc bóng đẹp mắt của Quang Hải ở phút 12, bình luận viên Quang Huy đánh giá: đấy là một pha bóng khó. Tôi cho rằng động tác tung móc gọn gàng như thế là đã cho thấy khả năng của Hải. Tuy nhiên, pha móc bóng đấy là một pha ghi bàn khó. Ngay cả danh thủ thế giới không phải ai móc cũng ăn bàn ngay được đâu. Pha bóng đó đã chứng tỏ được đẳng cấp và khát vọng của Quang Hải. Ở trận đấu thứ hai này, rõ ràng ai cũng nhận thấy hàng phòng ngự của Pau FC đã chơi tập trung hơn so với ở thất bại 0-4 trước Guam. Mặc dù vậy, những cầu thủ tấn công xung quanh Quang Hải vẫn quá mờ nhạt, thiếu đi những pha phối hợp mạch lạc. Nói thẳng ra, lúc này lối chơi của Pau FC cũng khá là rối và nó chưa có được sự liên kết ăn ý với nhau. Đa số các pha bóng chỉ có nỗ lực của từng cá nhân thôi. Lối chơi của Pau vẫn chưa được mượt. Thứ hai là các cầu thủ xung quanh Quang Hải cũng không đặc biệt. Anh chàng tiền đạo cắm York thì rất là dở, rồi tiền vệ giữa Dameda cũng không hay. Hôm qua thì hàng phòng ngự đã đá tập trung hơn, thế nhưng mà hệ thống ở phía trên vẫn cho thấy những cái bất cập. Nói chung là không tạo được sự nhuần nhuyễn, mà tôi cho rằng hôm qua một điểm là may đấy. Thôi thì cứ mỗi trận, mình lại hy vọng, bởi vì là với cầu thủ nước ngoài thì sau mỗi trận đấu, họ sẽ rút kinh nghiệm và có thể là họ sẽ có cái kiểu chơi tốt hơn ở trận sau. Và dù sao thì cũng mới chỉ là 2 trận thôi. Tuy nhiên, chúng ta rõ ràng đã thấy có những dấu hiệu cho thấy tốt hơn.
mà tốt hơn hết là phải tốt hơn đến từ tập thể, chứ rõ ràng Pau FC hiện tại là khâu phối hợp không tốt. Bình luận viên Quang Huy đưa ra lời khuyên dành cho Quang Hải để hướng đến những trận đấu tiếp theo. Hãy cứ bình tĩnh bởi vì mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Hôm trước là lần đầu vào sân từ ghế dự bị, còn hôm nay thì là lần đầu đá chính. Hãy cố gắng chứng tỏ mình trong tập luyện nữa để đồng đội cũng chú ý mình hơn. Trong trận, thực tế Hải có những pha gọi bóng mà đồng đội không đủ tin tưởng để chuyền bóng. Thế thì hãy cứ âm thầm chứng tỏ với đội bóng của mình, rồi những cái tốt đẹp sẽ đến. Cổ động viên Việt Nam lùng sục săn vé vòng 3 League Two, Quang Hải liệu có cơ hội đá chính tiếp? Trước trận đấu thuộc vòng 3 League Two, nhiều cổ động viên Việt Nam đã mua vé để cổ vũ Pau FC với mong muốn được thấy Quang Hải ra sân trong đội hình xuất phát. Ở vòng 3 League Two, Pau FC sẽ có chuyến làm khách trước Le Havre. Trận đấu này diễn ra trên sân Ocean vào 19 giờ ngày 13 tháng 8, giờ địa phương tại Việt Nam là 0 giờ ngày 14 tháng 8. Đến vòng 3 League Two, Pau FC gặp Le Havre cũng đang có phong độ rất kém cỏi. Đội bóng này cũng mới giành được 1 điểm sau 2 trận và xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng, trong khi Pau FC đứng thứ 18 do hiệu số bàn thắng thua kém hơn. Đang sinh sống và làm việc tại Le Havre, anh Nguyễn Hữu Hà cùng nhiều người bạn Việt Nam đã mua vé để đến sân cổ vũ cho cả hai đội bóng. Trao đổi với Dân Việt, anh Hà chia sẻ, Le Havre vốn được đánh giá cao hơn Pau FC nhưng hiện tại thành tích cũng không tốt. Trận đấu sắp tới giữa hai đội bóng sẽ diễn ra rất quyết liệt khi cả hai bên đều khát điểm, thậm chí là khát cả bàn thắng khi chưa đội nào ghi được bàn sau hai trận đã đấu. Với cá nhân tôi cũng như những người bạn Việt Nam, việc Pau FC có cầu thủ Việt Nam như Quang Hải tạo động lực để chúng tôi hẹn nhau đến sân cổ vũ cho đồng hương và cả hai đội chơi một trận đấu giàu tính cống hiến. Từ đầu mùa, tôi đã xem cả hai trận của Pau FC qua truyền hình và nhận thấy Quang Hải rất nỗ lực mỗi khi được ra sân thi đấu. Tuy vậy, lối chơi của Pau FC còn thiếu hiệu quả nên Quang Hải chưa thể hiện được gì nhiều. Đánh giá về khả năng thành công của Quang Hải tại Pau FC, anh Hà khẳng định: môi trường bóng đá Pháp tuy chỉ là League Two nhưng có đẳng cấp cao hơn nhiều so với bóng đá Việt Nam. Muốn tạo được dấu ấn, Quang Hải cần kiên trì và quyết tâm ở mức cao nhất có thể. Tôi tin Quang Hải đã suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn đến Pau FC và rất mong ở trận đấu tới với Le Havre, cầu thủ này sẽ được huấn luyện viên Didier Toilet cho ra sân trong đội hình xuất phát. Tại trận đấu giữa Le Havre và Pau FC, giá vé cho một vị trí tốt để theo dõi trận đấu với người lớn như anh Hà là 24 euro. Trong khi đó, giá vé dành cho trẻ em như con gái của anh Hà là 18 euro. Quang Hải bỗng dưng lọt vào top 7 cầu thủ châu Á đáng xem tại châu Âu. Tờ ESPN châu Á đưa ra danh sách 7 cầu thủ châu Á đáng xem nhất ở các giải đấu tại châu Âu, trong đó có Son Heung-min, Quang Hải, Minamino đều có tên. Theo đó, tờ ESPN châu Á đăng tải bài viết Son Heung-min, Takumi Minamino, Zidane Iqbal và 7 ngôi sao châu Á đáng xem ở mùa giải châu Âu 2022-2023. Tác giả bài viết lựa chọn Takumi Minamino của Monaco, Son Heung-min của Tottenham, Zidane Iqbal của Manchester United, Nguyễn Quang Hải của Pau FC, Kim Min-jae của Napoli, Kaoru Mitoma của Brighton, Mehdi Taremi của Porto. Nhắc đến Quang Hải, bài báo có đoạn: Quang Hải có thể không nằm trong số những gương mặt chú ý nhất ở bóng đá châu Á. Đây là giải đấu hạng 2 của bóng đá Pháp, nơi anh ấy sẽ tiếp tục công việc của mình. Nhưng mùa giải này sẽ là thử thách rất lớn đối với Nguyễn Quang Hải. Tuyển thủ Việt Nam từ lâu được coi là một trong những tài năng sáng giá nhất của Đông Nam Á. Cuối cùng đã được chuyển đến châu Âu cùng Pau FC ở League Two sau 8 năm khoác áo Hà Nội FC. Nhà báo không quên nhắc về thành tích của ngôi sao sinh năm 1997. Tiền vệ thuận chân trái có thiên hướng ghi bàn ngoạn mục này đã tạo ra những khoảnh khắc trong cả chiến dịch vô địch AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam. Sau đó, anh tiếp tục lọt vào tứ kết Asian Cup. Ở tuổi 25, đó là thời điểm hoàn hảo để Quang Hải tiếp tục sự nghiệp và làm được điều mà ít ai trong khu vực có được trước đó là thành công ở châu Âu. Trong bản danh sách nói trên, Minamino và Song Heung-min vẫn là những ngôi sao hàng đầu của bóng đá châu Á ở thời điểm hiện nay. Ngay ở ngày khai màn Premier League, Sơn tiếp tục có đường kiến tạo cho đồng đội lập công trong chiến thắng của Edward. Minamino sau khi rời Liverpool cũng được kỳ vọng tỏa sáng ở môi trường thích hợp hơn như League One.